lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Phàn Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo thể trọn đời giữ đạo. Theo tử tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê. Trong quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật bật thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cùng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật vân tập về nơi pháp hội hôm nay, theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn Già Lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thành tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tán thân công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điền, chúng con dâng nén tâm hương khải bật Tam Bảo chứng minh gia trì. Chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phương tiện thứ hai. Chúng con xin nguyện đem công đức lần này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tư trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được diễn giác ngộ, nguyện trên sư phụ được sức khỏe chủ thế gia bà được dài lâu, để hoàng dương giáo Pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiền đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm có duyên lần tu theo chính Pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiên tổ hiền kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính Pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp kiến được thịnh hưng. Nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật.
Chúng con hướng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng giáo hộ Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm ma đại nha lễ người Nam mô thập phương tần hư không giới nhất na thiết na chư Phật. Chí tâm đảnh lễ ơi Nam mô thập phương tần hư không giới nhất na thiết na tôn pháp. Chí tâm đảnh lễ ơi Nam mô thập phương tần hư không giới nhất na thiết na hiền na thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp, con nay thấy nghe được thọ trì nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ơn sâu muôn lời thành bảy cuốn dòng chưa đừng vô biên nghĩa màu, trong có nước cam lô diên nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xa lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phương tiện thứ hai, khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói
Tỳ kheo, tỳ kheo ni cứu lòng tăng thượng mạn cẩn sự nam a mạn cẩn sự nữ chẳng tin. Hàng bốn chung như thế số kia có 5.000 chẳng từ tay lỗi mình nơi giới có thiếu sót. Tiếc giữ tội quay mình chỉ nhỏ đó đã ra bọn cam tâm trong chúng ai Đức Phật phải đi. Cả đó kém phước đức chẳng kham lãnh pháp này chúng nấy không cành lá chỉ có những hột chắc xa. Lời Phật khéo nghe pháp của các Phật rằng vô lượng sức phương tiện mà vì chúng chúng sinh nói tâm của chúng sanh nghĩ các môn đạo ra làm bao nhiêu những tánh dục nghiệp lành giữ đời trước Phật biến hết thế rồi dùng các duyên thí dụ lời lẽ sức phương tiện khiến tất cả vui mừng hoặc là nói khế kinh cô khởi cùng bốn sự bốn sanh vì tặng hiệu cung nói những nhân duyên thí dụ và chúng tụng luận nghị cộng chín kinh căn đồn ưa pháp nhỏ tham chấp nơi sinh tử nơi vô lượng Đức Phật chẳng tú đạo xấu màu bị các khổ não loạn vì đó nói niết bàn ta bày phương tiện đó khiến đều vào huệ Phật chưa từng nói các ông sẽ đặng thành Phật đạo. Giờ gì chưa từng nói vì giờ nói chưa đến nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa. Chín bộ pháp của ta thuận theo chúng sinh nói vào đại thừa làm gốc nên mới nói kinh này. Có Phật tử tâm tình êm diệu cũng lời cắn nơi vô lượng các Phật mà tu đạo sâu màu. Vì hàng Phật tử này nói kinh đại thừa đấy ta ghi cho người đó đời sau thành Phật đạo. Người thâm tâm niệm Phật tu tri tình rơi vây hàng này nghe thanh Phật rất mừng đầy khắp mình. Phật biết tâm của kia nên vì nói đại thừa thanh văn hoặc Bồ Tát nghe ta nói pháp ra. Nhân đến một bài kệ đeo thanh Phật không nghĩ trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa pháp không ai cũng không ba chữ Phật phương tiện nói. Chỉ dùng danh tự giả dắt dân các chúng sinh vì nói trí huệ Phật các Phật ra nơi đời chỉ một việc này thiệt. Hai thứ chẳng phải trơn tròn chẳng đếm tiểu thừa mà tế độ chúng sanh Phật từ chủ đại thừa như pháp của mình đằng. Định huệ lực trang nghiêm dùng đầy đủ chúng sinh từ chứng đạo vô thượng pháp bình đẳng đại thừa. Nếu dùng tiểu thừa độ nhẫn đến nơi một người thời ta đoa sán tham việt nay tất không được. Nếu người tin về Phật Như Lai chẳng dối gạt cũng không lòng tham ganh rất ác trong các pháp. Nên Phật ở mười phương mà riêng không cho sở ta dùng tướng trang nghiêm ánh sáng soi trong đời. Đấng vô lượng trung trọng vì nói thiệt tương ân xa lợi Phật nên biết ta vốn lập thể nguyện muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác như ta xưa đã nguyện nay đã đầy đủ rồi độ tất cả chúng sinh đều khiến vào Phật đạo nếu ta gặp chúng sinh dùng Phật đạo dạy cả kẻ vô tri dối sai mê lầm không nhận lời ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu
cõi lành chấp chặt nơi ngũ dục vì si ái sinh khổ bởi nhân duyên các dục xa vào ba đường dư xoay lăng trong sâu neo chiều đủ những khổ độc thân môn thọ bao thai đời đời tăng trưởng luôn người đức mong ít phước các sự khổ bức ngặt vào rừng rậm ta kiến hoặc chấp có chấp không đường gã các chấp này đầy đủ 60 ai chấp chặt pháp mư vong bền nhận không bó đặng ngã mạn tự khoe cao rúa nịnh lòng không thật trong nghìn muôn ức kiếp chẳng nghe danh tự Phật cũng chẳng nghe chánh pháp người như thế khó độ cho nên xa lời Phật ta vì bảy phương tiện nói các đạo dứt khổ chỉ cho đó niết bàn ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thiệt diệt căng pháp từ bổn lai tương thường tự vắng lặng Phật tử hành đạo rồi đời sau đặng thành Phật ta có sức phương tiện mơ bay khắp ba thừa tất cả các thế tôn đều nói đạo nhất thừa nay trong đại chúng này đều nên chữ nghi lầm lời Phật nói không khác chỉ một không hai thừa vô số kiếp đã qua vô vô lượng Phật diệt độ trăm nghìn muôn ức Phật số nhiều không lượng được các thế tôn như thế các món duyên thế dụ vô số ứng phương tiện diện nói các pháp tướng càng đức thế tôn đó đều nói pháp nhất thừa độ vô lượng chúng sinh khiến vào nơi Phật đạo lại các đại thánh chúa biết tất cả thế gian trời người loài quần xanh tâm tâm chỗ ưa muốn bèn dùng phương tiện khác giúp bày nghĩa đề nhất nếu có loài chúng sinh gặp các Phật quá khứ hoặc nghe pháp bố thí hoặc chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền trí thầy càng muốn tu phước huệ những người như thế đó đều đã thành Phật đạo sau các Phật diệt độ nếu người lòng lành dịu các chúng sinh như thế đều đã thành Phật đạo các Phật diệt độ rồi người cũng dưỡng xa lời dừng muôn ức thư táp vàng bạc và phá lê xa cử cùng ma não ngọc mai khôi lưu ly thanh tịnh rộng nghiêm sức châu rồi nơi các tháp hoặc có rừng miếu đá chiên đan và trầm thì gỗ mật cùng gỗ khác gạch ngói buôn đất thầy hoặc ở trong đồng trống chưa đất thành miếu Phật nhận đến đồng tử dân nhóm cắt thành tháp Phật những hạng người như thế đều đã thành Phật đạo nếu như người vì Phật xây dựng các hình tượng chạm chỗ thành các tướng đều đã thành Phật đạo hoặc dùng bảy báu làm thấu đồng bạch đồng đó chất nhôm cùng chỉ kém sắt gỗ cùng với bùn hoặc dùng keo sơn vải nghiêm sức làm tượng Phật những người như thế đó đều đã thành Phật đạo vẽ vời làm tượng Phật chấm tương phước trang nghiêm tự làm hoặc báo người đều đã thành Phật đạo nhận đến đông tư dân hoặc có cây và bút hoặc lấy móng tay mình mà vẽ làm tượng Phật những hàng người như thế lần lần chưa công đức đầy đủ tâm đại bi đều đã thành Phật đạo chỉ dạy các Bồ Tát đồ thoát vô lượng chúng nếu người nơi thắp miêu tượng báo và tượng về dùng hoa hương phan lòng lòng kính mà cúng dường hoặc khiến người trỗi nhạc đánh trống thổi sừng ốc tiểu địch cầm không hầu tỳ bà chụp trả đồng các tiếng ấy như thế đem dùng cúng dường hết hoặc người lòng vui mừng ca ngâm khen đức
Phật nhân đến một tiếng nhỏ đều đã thành Phật đạo. Nếu người lòng tán loạn nhận đến dùng một bộ cúng dường nơi tượng vẽ lần thay các đức Phật, hoặc có người lê lạy hoặc lại chỉ chấp tay nhận đến giơ một tay hoặc lại hơi cúi đầu. Dùng đây cúng dường tượng lần thấy vô lượng Phật từ thành đạo vô thường rộng độ chúng vô số vào vô dư niết bàn như củi hết lửa tắt. Nếu người lòng tan loạn vào nơi trong tháp miếu, một xưng nam mô Phật đều đã thành Phật đạo nơi các Phật quá khứ tại thế hoặc diệt độ. Có người nghe pháp này đều đã thành Phật đạo, càng thế tôn vị lai số nhiều không thể lường. Càng đức Như Lai đó cũng phương tiện nói pháp, tất cả các Như Lai dùng vô lượng phương tiện độ thoát các chúng sinh vào trí vô lậu Phật. Nếu có người nghe pháp không ai chẳng thành Phật. Các Phật vốn thề nguyện ta tu hành Phật đạo khắp muốn cho chúng sinh cùng đồng đẳng đạo này. Các Phật đời vị lai giàu nói trăm nghìn ức vô số các pháp môn kỳ thiệt vì nhất thừa. Các Phật lưỡng túc tôn biết pháp thường không tánh giống Phật theo duyên sanh cho nên nói nhất thừa. Pháp đó chủ ngôi pháp tương thế gian thường còn nơi đạo tràng biết rồi Đức Phật phương tiện nói. Hiện tại mười phương Phật của trời người cũng dường số nhiều như hằng xa hiện ra nơi thế gian. Vì an ổn chúng sinh cùng nói pháp như thế biết vắng bật thứ nhất bởi dùng sức phương tiện. Dầu bày các món đạo kỳ thiết vì Phật thừa biết các hành chúng sanh thâm tâm nó nghĩ nhớ. Nghiệp quen từ quá khứ tánh dục sức tinh tấn và các căn lợi độn dùng các món nhân duyên. Thí dụ cùng lời lẽ tỳ cơ phương tiện nói ta này cũng như vậy vì an ổn chúng sinh. Dùng các món pháp môn giao bày nơi Phật đạo ta dùng sức trí tuệ do tánh dục chúng sinh. Phương tiện nói các pháp đều khiến đắng vui mừng xa lời Phật nên biết ta dùng mắt Phật xem thấy. Thấy sáu đường chúng sinh nghèo cùng không phước huệ vào đường hiểm sinh tử khổ nỗi luôn không dứt. Sâu tam nơi ngũ dục như châu máu mến đuôi do tam mái tử che đuôi mù không thấy biết. Chẳng cầu Phật chi lớn cùng pháp dứt sự khổ sâu vào các tà kiến lấy khổ muốn bỏ khổ. Phật vì chúng sinh nay mà sinh lòng đại bi, xưa ta ngồi đạo tràng xem cây cùng kinh hành. Trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy, chi huệ của ta đẳng vi diệu rất thứ nhất. Chúng sinh các căn chậm tham vui si làm mù các hạng người như thế làm sao mà độ đặng. Bây giờ các phạm vương cùng các trời đế thích bốn thiên vương hộ đời và trời đại tự tại cùng các thiên chúng khác trăm nghìn ức quyến thuộc chắp tay cung kinh lễ thỉnh ta truyền pháp luân. Ta liền tự suy nghĩ nếu chỉ khen Phật thừa chúng sinh chìm nơi khổ không thể tin pháp đó. Do phá pháp không tin rất trong ba đường giữ ta thà không nói pháp mau vào cõi niết bàn. Liền nhớ Phật quá khứ thực hành sức phương tiện ta nay chứng đẳng đạo cũng nên nói ba thừa. Chúng ta nghĩ thế đó mười phương Phật đều hiện tiên phàm an nuôi ta hay thấy Đức Thích Ca. Bậc đạo sư thứ nhất đẳng pháp vô thượng ấy tùy theo tất
cả Phật mà dùng sức phương tiện. Chúng ta cũng đều đặng pháp tối diệu thứ nhất, vì các loại chúng sinh phân biệt nói ba thừa chi kém ư pháp nhỏ chẳng tự tin thành Phật, cho nên dùng phương tiện phân biệt nói các quả. Dẫu lại nói ba thừa chi vì dạy Bồ Tát xa lời Phật, nên biết ta nghe các đức Phật tiếng nhiễm màu rất sạch xứng. Nam mô chư Phật, ta lại nghĩ thế này, ta ra đời trược ác như các Phật đã nói, ta cũng thuần làm theo suy nghĩ việc đó, rồi liền đến thân bá này. Các pháp tương tịch diệt, không thể dùng lời bày, bèn dùng sức phương tiện vì năm tỷ kheo nói. Đó gọi chuyên pháp luân, bèn có tiếng niết bàn cùng với A-la-hán, tên pháp tăng sai khác từ kiếp xa dẫn lại khen bày pháp niết bàn dứt hẳn khổ sông chết. Ta thường nói như thế, trả lời Phật phải biết, ta thấy các Phật tử chi quyết cầu Phật đạo vô lượng nghìn muôn ức, đều dùng lòng cung kính đồng đi đến chỗ Phật, từng đã theo các Phật nghe nói pháp phương tiện. Ta liền nghĩ thế này, sợ gì Phật ra đời, để vì nói Phật huệ nay chính đã đúng giờ. Trả lời Phật phải biết, người căn chấm trí nhỏ, kẻ chấm tướng kiêu mạn, chẳng thể tin pháp này. Nay ta vui vô ý, ở trong hàng Bồ Tát chính bỏ ngay phương tiện, chỉ nói đạo vô thường. Bồ Tát nghe pháp đó đều đã trừ lưới nghi, 1200 la hán cũng đều sẽ thành Phật. Như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời, ta nay cũng như vậy nói pháp không phân biệt. Các đức Phật ra đời lâu xa khó gặp gỡ, chính sự hiện ra đời nói pháp này khó hơn. Vô lượng vô số kiếp nghe pháp này cũng khó, ai nghe được pháp này người đó cũng lại khó. Thí như hoa linh thoại, tất cả đều ưa mến, ít có trong trời người, lâu lâu một lần trổ. Người nghe pháp mừng khen, nhận đến nói một lời, thời là đã cung dường tất cả Phật ba đời. Người đó rất ít có hơn cả hoa ưu đàm, các ông chớ có nghi ta là vua các pháp. Cập báo các đại chúng chỉ dùng đạo nhất thừa, dạy báo các Bồ Tát không thanh văn đệ tử. Trả lời Phật, các ông thanh văn và Bồ Tát phải biết pháp mẫu này bi yếu của các Phật. Bởi đời ác năm trước chỉ tham mưa các dục, những chúng sanh như thế chọn không cầu Phật đạo. Người ác đời sẽ tới nghe Phật nói nhất thừa mê lầm, không tin nhận pha pháp đọa đường dư. Người tam quý trong sạch quyết trí câu Phật đạo, nên vì bốn người ấy dòng khen đạo nhất thừa. Trả lời Phật, nên biết pháp các Phật như thế, dùng muôn ức phương tiện tùy thời nghi nói pháp. Người chẳng học tập tu không hiểu đắng pháp này, các ông đã biết rõ Phật là thầy trong đời. Việc phương tiện tùy nghi không còn lại nghi lầm, lòng sanh rất vui mừng, tự biết sẽ thành Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ nhất, một sáng chiếu phương đông thế diệu toàn bày, chẳng phải chỗ suy lương mà suy lương được thầm hiểu ở trong lòng phương tiện chuyển bày một đạo nhã hương trời. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thế Tôn hiện điểm tốt Di Lặc, nghi tướng lành văn thủ vì chúng
dòng phố bày Phật xưa phong hào quang. Ba phen mời đấng Pháp Vương vì nói hương diệu liên. Nam mô quá khứ nhật nguyệt đăng minh Phật. Nam mô quá khứ nhật nguyệt đăng minh Phật. Nam mô quá khứ nhật nguyệt đăng minh Phật. Kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân A La người đệ tử Phật, ngày đêm nên trí tâm mà nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Điều giác ngộ thứ nhất, thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, ra dối không có chủ. Tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quan sát như thế, dần dần lìa sinh tử. Điều giác ngộ thứ hai, tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dục khởi. Nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại. Điều giác ngộ thứ ba, tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Điều giác ngộ thứ tư, lười biếng phải xa đọa, nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới. Điều giác ngộ thứ năm, ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả. Điều giác ngộ thứ sáu, nghèo khổ hay oán hận, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lối cũ, không ghét bỏ người ác. Điều giác ngộ thứ bảy, năm dục là tai họa, thân dấu ở cõi tục mà nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả. Điều giác ngộ thứ tám, sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ Đề tu hành cầu thanh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc. Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ Niết Bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ, xa lìa năm môn dục, tu tâm theo thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niềm diệt được vô lượng tội, thăng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu chính giác, dứt an đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.
Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiền Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục tri túc, đối với khẩu nói lời thân tình xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tư Đại Điều Hòa chủ thế xa bà dài lâu, đời đời các kiếp vị lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhà của các đấng Như Lai, phổ độ khắp cả quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy, tin sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bền tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lần tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báo của mình mà được bền căn thuyên giảm, gia quyến an khang lòng tín nơi Tam Bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dẫn quân du kích tử về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chư vị hướng linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước, các hướng linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hướng linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hướng linh liên quan đến việc đổ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báo cung dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ minh khởi niệm từ bi xa lìa đường khổ, tin sâu Tam Bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vàng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đồng đất, các nạn nước do biển đồng và lũ quét, lụt lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các trung hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lệ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật pháp, từ bỏ việt ác hộ trì việt thiền, phát tâm Bồ Đề hộ trì Tam Bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hành Bồ Đề, truyền tải Phật pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc chúng kiên trí đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường trí ngu trang nghiệt, mọi người chung sức giúp nước an dân người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam các thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam độ dứt na sạch nhà. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có
có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh à, thầy đều thể nhập vô sinh nhân. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ời. Nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này tràn giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật ơi, nguyện cho chúng ma sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi, phát tâm vô thường. Từ quy y pháp ơi nguyện cho chúng ma sinh ơi thâm nhập kinh tạng người trí tuệ như biển. Tự quy y tăng người nguyện cho chúng ma sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thảy không ngại.